Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Mó Việt Nam. Các bạn thân mến, trong năm vừa qua, quân đội Việt Nam có những bước phát triển vượt bậc. Kèm theo đó, Việt Nam cũng đã công bố sách trắng quốc phòng, trong đó nhấn mạnh đặc biệt tới cụm từ hòa bình và tự vệ. Trong bối cảnh tình hình trên biển vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được lựa chọn 6 sự kiện tiêu biểu của riêng lực lượng hải quân trong năm 2019. Thứ nhất, thử nghiệm tên lửa hành trình chống hạm KH35 Urane cho tàu hộ vệ san ngầm mang số hiệu 18 và 20. Vào năm 2018, Việt Nam được phía Hàn Quốc chuyển giao hai tàu hộ vệ san ngầm lớp Pohang. Ngay sau khi tiếp nhận, phía Việt Nam đã tiến hành đại tu, nâng cấp tại nhà máy X46, Cục Kỹ thuật Hải quân. Và đặt tên là tàu 18 và tàu 20. Cần lưu ý rằng hai chiến hạm này được biên chế tại hai đơn vị khác nhau. Tàu 18 thì được biên chế tại lữ đoàn 172, vùng 2 Hải quân. Tàu 20 được biên chế tại lữ đoàn 171, vùng 3 Hải quân. Về thông số kỹ thuật, lớp tàu về săn ngầm Po Hàng có kích thước trung bình với chiều dài là 88,3m, rộng 10m, lượng giãn nước là 1.300 tấn. Phía Hàn Quốc đã loại bỏ hệ thống vũ khí chống ngầm của tàu 18 trước khi chuyển giao, nhưng lại giữ lại nguyên vẹn tại tàu 20. Sau đó tàu 20 thì có hai cụm ba ống phóng ngư lôi hạng nhẹ là MK32, cỡ nòng là 324 ly, tầm bắn là 11 km. Độ sâu hoạt động là 365 m, vận tốc là 74 km/h. Nó có thể mang theo đầu đạn nặng tới 43 kg. Đặc biệt là trong năm 2019, Việt Nam đã tiến hành tích hợp thử nghiệm tên lửa hành trình chống hạm KH35 Urane cho cả tàu 18 và tàu 20. Thêm vào đó, Hải quân Việt Nam sẽ dùng một loại radar điều khiển hỏa lực do Ấn Độ sản xuất trên cả hai con tàu này. Với những trang thiết bị như vậy, các tàu hộ vệ săn ngầm của Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ trở thành chiến hạm đa năng đúng nghĩa. Thứ hai, Việt Nam sẽ tự đóng chiến hạm 4.000 tấn. Vào đầu tháng 2, trong bộ phim tài liệu Tầm nhìn 4.0 của những con tàu mang thương hiệu Việt đã tiết lộ thông tin về tham vọng của ngành đóng tàu quân sự Việt Nam. Trong nội dung phỏng vấn về công ty đóng tàu 189, Thiếu tướng Đoàn Hùng Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết rằng chắc chắn trong thời gian tới, Z189 sẽ vươn lên để đóng được những gam tàu có quy mô lớn hơn, thậm chí là có lượng gián nước gấp vài lần so với những gam tàu mà hiện nay đang đóng. Trên những con tàu đó, chắc chắn sẽ được tích hợp những vũ khí công nghệ cao, khí tài công nghệ cao, để bảo đảm cho khả năng tác chiến của bộ đội ta. Không phải chỉ có tác chiến ở trên mặt nước, mà cả tác chiến ở dưới mặt nước. Bên cạnh đó, Thượng tá Trần Thế Vĩ, Giám đốc nhà máy Z189 nói rõ thêm, với những kinh nghiệm đóng tàu tích lũy được 30 năm của nhà máy và cùng với tích cực nghiên cứu thiết kế chế tạo và áp dụng thành tiểu khoa học kỹ thuật công nghệ 4.0 của thế giới vào thực tiến để xây dựng nhà máy trở thành một cơ sở đóng tàu tiên tiến, hiện đại, ngang tầm với khu vực và đủ khả năng để đóng những gam tàu quân sự cỡ lớn, lượng giá nước lên đến 4.000 tấn. Căn cứ vào những phát biểu trên, chúng ta có thể đủ cơ sở, kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng của ngành đóng tàu quân sự Việt Nam. Tương lai trước mắt sẽ chế tạo được một lớp chiến hạm mặt nước đa năng lớn gấp đôi Gepard 3.9. Vấn đề được quan tâm hiện nay đó là lớp tàu chiến có lượng giá nước khoảng 4.000 tấn mà nhà máy Z189 nói đến cụ thể sẽ là sản phẩm nào? Đó là thiết kế có nguồn gốc nga, châu Âu hay do Việt Nam tự nghiên cứu trong nước? Tuy nhiên cần lưu ý rằng nhà máy Z189 là cơ sở có hợp tác chặt chẽ với tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan. Đơn vị vẫn đang thi công nhiều lớp tàu tuần tra, tàu hàng, tàu đổ bộ theo thiết kế của họ. Bởi vậy khả năng rất cao lớp chiến hạm 4.000 tấn này cũng là sản phẩm của Diamond. Thứ ba, Việt Nam hạ thủy tàu cứu nạn tàu ngầm Đà Nẵng. Vào tháng 12 năm 2019, tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm Đà Nẵng MSA 9316 mang tên Yết Kiều, số hiệu là 927, được hạ thủy tại nhà máy Z189, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và trang bị cho quân chủ hải quân. Đây là loại tàu cứu hộ tàu ngầm lần đầu tiên đóng mới tại Việt Nam. Tàu 927 dựa trên nguyên mẫu tàu RGS-9316 mà Z-189 đóng cho Hải quân Australia. Theo đó, tàu có chiều dài là 93 m chiều rộng là 16 m chiều cao mạn là 5,85 m Tàu được trang bị hệ thống động lực, năng lượng điện, khí tài hàng hải, thông tin liên lạc, thiết bị y tế, cứu sinh, cứu hộ, hệ thống định vị. Các trang thiết bị lắp đặt trên tàu đều thuộc thế hệ mới, công nghệ tiên tiến hiện đại và nhập khẩu từ các nước phát triển. Tàu có thể hoạt động liên tục trên biển là 30 ngày đêm, khả năng chịu sóng là cấp 9, gió cấp 12. Tàu Yết Kiều đáp ứng yêu cầu cấp thiết của nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn tàu ngầm, các tàu mặt nước, khảo sát, thăm dò và nghiên cứu đáy biển, cũng như là tìm kiếm, hỗ trợ trục vớt các vật thể dưới nước và thực thi các nhiệm vụ khác khi được giao. Thứ tư là Việt Nam tự đóng tàu ngầm mini 100 tấn, Tờ Indo-Pacific News đã đưa tin rằng Việt Nam đang nghiên cứu và phát triển tàu ngầm mini cỡ nhỏ và gọi là tàu ngầm 100 tấn. Có lẽ đây cũng chính là choán nước tối đa của tàu ngầm này khi lặn. Cũng theo tờ Indo-Pacific, với thiết kế như trên thì nhiều khả năng tàu ngầm 100 tấn do Việt Nam phát triển chỉ được sử dụng cho các nhiệm vụ tác chiến đặc biệt, không loại trừ khả năng tàu ngầm 100 tấn của Việt Nam sẽ được kết hợp với Kilo 636 để hiệp đồng tác chiến. Vị trí số 5, Việt Nam đặt mua cập tàu Gepard 3.9 thứ ba. Vào tháng 12 năm nay, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm Cộng hòa Tatarstan của Nga. Trong cuộc gặp với Tổng thống Tatarstan Rustam Mini Khamot, bà đã bày tỏ mong muốn rằng Việt Nam muốn mua thêm cập tàu khu trục tên lửa Gepard 3.9 đang được đóng tại nhà máy Gorky tại Zelenodolsk. Hiện chưa rõ cấu hình của cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 tiếp theo của Việt Nam. Tuy nhiên, chắc chắn là cặp thứ ba sẽ có khả năng phòng không vượt trội hai cặp tàu trước. Thứ sáu, Việt Nam đóng mới tàu đổ bộ đa năng Roro 5612. Vào sáng ngày 27 tháng 12, tại Đà Nẵng đã diễn ra lễ đạt kỳ đóng mới tàu vận tải đổ bộ đa năng là Roro 5612, trước thứ tư cho Hải quân Việt Nam tàu vận tải đổ bộ đa năng Roro 5612 là sản phẩm do tập đoàn đóng tàu Diamond của Hà Lan thiết kế và được thi công tại tổng công ty Sông Thu theo đơn đặt hàng của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Theo thông tin ban đầu, đây là chiếc Roro 5612 thứ tư của Hải quân Việt Nam mang số hiệu là IN 541056. Điều đáng chú ý nữa là trước đây chưa có thông tin về việc Sông Thu đóng mới ba chiếc Roro 5612 khác phục vụ nhu cầu nội địa. Chính vì vậy, khả năng rất cao là chúng ta được tiếp nhận lại ba chiếc Roro 5612, vốn được Tổng Công ty Sông Thu chế tạo theo đơn đặt hàng của Hải quân Venezuela, nhưng do đối tác mất khả năng thanh toán nên không được bàn giao tàu. Theo thông tin từ nhà sản xuất, tàu đổ bộ vận tải đa năng Damon Roro 5612 có các thông số cơ bản bao gồm chiều dài là 57,27m, chiều rộng là 12m, lượng doán nước đầy tải là 600 tấn, tốc độ tối đa là 10,4 hải lý trên một giờ. Khác với các tàu đổ bộ thông thường, có thể tiến đến sát bờ biển để đổ bộ, tàu Diamond Roro 5612 chỉ có khả năng đổ quân ở trên biển hoặc tại các vị trí có cầu tàu thích hợp do vai trò của nó không phải nằm trong lực lượng xung kích. Thiết kế của tàu Diamond Roro 5612 thích hợp với việc làm tàu vận tải, tiếp tế cho các đảo. Nó có thể mang theo các xe thiết giáp lội nước hạng nhẹ, tàu không có khả năng chuyên chở các loại xe tăng hoặc xe bọc thép hàng nặng. Đáng chú ý hơn, tàu đổ bộ na năng Damon Roro 5612 được thiết kế có khả năng chở theo container. Việc mang được container giúp cho nó có thể trang bị các bệ phóng tên lửa Club và ngụy trang trông giống như là container hàng hóa thông thường. Đây là hướng đi mà Việt Nam từng tỏ ý quan tâm sâu sắc và cũng đồng thời được phía Nga gợi ý nhằm tăng cường sức mạnh của chiến thuật du kích trên biển trong khi quy mô đội tàu tên lửa là chưa thực sự lớn. Các bạn thân mến, như vậy có thể thấy, trong năm 2019, Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc về hải quân, cả tự đóng và đặt mua từ các đối tác truyền thống. Sức mạnh hải quân được tăng cường cả về lực lượng tàu chiến mặt nước cho tới lực lượng tàu ngầm cũng như là tàu đổ bộ. Trong bản tin số 7 nói về điểm yếu lớn nhất của Hải quân Việt Nam, chúng tôi đã cho rằng điểm yếu lớn nhất chính là chúng ta thiếu hụt những chiếc máy bay chống ngầm cánh cố định. Hy vọng rằng trong năm 2020, Việt Nam sẽ có thêm những tin vui từ quân chủng hải quân để giải quyết được bài toán này. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.